Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Tuần Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo đài CNN ngày 1 tháng 8, giá trị cổ phần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại công ty Trump Media, công ty mẹ của mạng xã hội Church Social do ông Trump sáng lập, đã giảm 900 triệu đô la Mỹ kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 7 Kể từ khi bà Harris ra tranh cử, giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm khoảng 23%, bao gồm một đợt giảm mạnh vào ngày 1 tháng 8 trong bối cảnh thị trường bán tháo rộng rãi. Giá trị cổ phần của ông Trump tại Trump Media ở mức hơn 4 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày giao dịch cuối cùng trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi cuộc đua. Kể từ đó, giá trị cổ phần của ông Trump đã giảm xuống còn khoảng 3,1 tỷ đô la Mỹ. Đợt bán tháo diễn ra khi các cuộc thăm dò toàn quốc và tại các bang chiến trường cho thấy cuộc đua quyết liệt giữa ông Trump và bà Harris. Cổ phiếu đã trở thành phương tiện để các nhà giao dịch phố Wall đặt cược vào triển vọng cựu tổng thống Trump trở lại nhà trắng, vì chốt sổ có thể trở thành nền tảng truyền thông của tổng thống nếu ông Trump thắng cử. Trước đó, tài sản của ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump tăng vào thêm cả tỷ đô la Mỹ sau vụ bị ám sát hụt tại Pennsylvania hồi giữa tháng 7 cựu Tổng thống Mỹ lọt trở lại top 500 tỷ phú giàu nhất trên thế giới trong bảng xếp hạng của Forbes. Trump Media chỉ là một doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà ông Donald Trump xây dựng. Cựu Tổng thống Mỹ có truyền thống kinh doanh lâu đời và là tỷ phú đô la Mỹ trước khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Trump có nhiều tài sản là bất động sản, trong đó có tòa tháp Trump, Trump Tower, 58 tầng ở số 721-725 Fifth Avenue, Giữa đường 56 và 57 ở Midtown, Manhattan, thành phố New York, Trump Tower được dùng làm trụ sở của The Trump Organization. Theo Forbes, tính đến giữa tháng 7, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1 tỷ đô la Mỹ so với phiên liền trước và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú đô la Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, ông Trump bị loại khỏi danh sách 500 người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Bloomberg từ đầu tháng 4. Trước đó, giữa tháng 2, tài sản của ông Trump cũng tụt giảm sau khi tòa New York phạt ông gần 355 triệu đô la Mỹ với tội cố ý gian lận tài chính suốt một thập kỷ và cấm kinh doanh 3 năm. Hôm 17 tháng 2, theo ước tính của Forbes, ông Trump có khối tài sản trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ. Cuối năm 2016, khi mới đắc cử tổng thống, ông Trump có khối tài sản khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Ông tuyên bố chỉ nhận lương 1 đô la một năm, giống các cựu tổng thống John F. Kennedy và Herbert Hoover. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã chấp nhận lời thách đấu tranh luận trước khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu của bà Kamala Harris. Theo tờ bưu điện Palm Beach, ông Trump nói trong tiếng hò reo lớn của đám đông tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania vào tối 31 tháng 7 rằng Được rồi, bà Kamala, tiến hành thôi, đã chấp nhận lời thách đấu, hãy so sánh từng điểm của chúng ta. Trước đó một ngày, ứng viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã vận động tranh cử tại Atlanta, Georgia và phát biểu trước khoảng 10.000 người ủng hộ. Trong bài phát biểu dài 21 phút, bà chỉ ra những điểm khác biệt trong chính sách an ninh của mình với Đảng Cộng hòa như vấn đề an ninh biên giới và hỗ trợ người Mỹ trung lưu. Tuy nhiên, vào cuối bài phát biểu, bà Harris đã thách ông Trump tham gia cuộc tranh luận mà ông đã đồng ý trước đó khi Tổng thống Joe Biden còn là ứng cử viên được ưa chuộng. Bà Harris tuyên bố trước tiếng reo hò ngày một lớn của đám đông như sau: "Được rồi ông Donor, Tôi hy vọng ông sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trên bục tranh luận, bởi vì nếu có gì muốn nói, hãy nói thẳng với tôi. Theo kết quả một cuộc khảo sát gần đây, Phó Tổng thống Harris đã vươn lên dẫn trước ông Trump tại toàn bộ 7 bang chiến địa, ít nhất là theo cuộc khảo sát do Bloomberg News Morning Consult thực hiện. Kết quả khảo sát được công bố cho thấy, nếu tính trên bình diện toàn bộ 7 tiểu bang, 48% số người được hỏi ủng hộ bà Harris và 47% ủng hộ ông Trump. 7 bang được đề cập là Arizona, Bắc Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Trước khi rời cuộc đua, Tổng thống Biden vào đầu tháng 7 bị đối thủ ông Donald Trump dẫn trước 2% tại 7 tiểu bang này. Ở diễn biến khác, Fox News đưa tin trong một cuộc meeting ở Harrisburg, Pennsylvania, ông Trump đã công khai cảm ơn người phụ nữ đã làm ra biểu đồ mà ông nhắc đến khi ông bị bắn trong một vụ ám sát vào tháng trước. Ông nói rằng người phụ nữ này đã cứu mạng ông. Khi ông Trump đang phát biểu, ông đã tham khảo một biểu đồ lớn hiển thị dữ liệu nhập cư. Ông hơi nghiêng đầu khi nhìn biểu đồ khiến viên đạn bay sượt qua tai, làm ông bị thương nhẹ. Ông từng thừa nhận mình suýt mất mạng và việc quay đầu đi đã khiến ông thoát chết trong gang tấc. Ông gọi cô là người tuyệt vời và mời cô lên sân khấu. Người phụ nữ sau đó đã bước lên và nói lời chào với khán giả. Ông tôn vinh người phụ nữ rằng cô ấy đã cứu mạng tôi theo một cách nào đó. Cô đã cứu mạng tôi. Đây là cô ấy. Cô ấy là một thiên tài máy tính. Cô ấy đã cứu mạng tôi. Theo Daily Mail, đây là một nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Một tòa phúc thẩm của New York vừa bác đơn kháng cáo của cựu tổng thống Donald Trump nhằm chống lại lệnh cấm phát ngôn vụ án làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu tiền trả cho một diễn viên phim người lớn. Tháng 5 năm 2024, ông Trump bị kết án tội làm sai hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền này. Quyết định của tòa phúc thẩm tại Manhattan khiến ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa không được phép bình luận công khai về cá nhân, các công tố viên và những người khác trong vụ án. Cho đến khi thẩm phán Hoan Merchant tuyên án vào ngày 18 tháng 9, tức 7 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Các luật sư của ông Trump lập luận rằng lệnh cấm bình luận công khai là vi phạm quyền tự do ngôn luận của ông Trump được quy định trong tu trình án thứ nhất. Một cuộc thăm dò do Reuters, Ipsos công bố đầu tuần này cho thấy ông Trump đang trong cuộc đua xít sao với Phó Tổng thống Kamala Harris, người sắp trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Cuộc thăm dò trong 3 ngày hoàn thành hôm 28 tháng 7 cho thấy Phó Tổng thống Harris được 43% cử tri đã đăng ký lựa chọn. Còn ông Trump được 42% với tỷ lệ sai số 3,5 điểm. Cuộc thăm dò do Reuters, Ipsos thực hiện tuần trước đã cho thấy, bà Harris được 44% ủng hộ, trong khi ông Trump được 42%. Bà Harris củng cố vị thế ứng viên của Đảng Dân chủ trong 10 ngày qua, sau khi Tổng thống Biden dừng nỗ lực tái tranh cử vì áp lực trong đảng. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump không thay đổi nhiều. Cuộc thăm dò cho thấy, các cử tri đã đăng ký thích cách xử lý của ông Trump trong các vấn đề kinh tế, nhập cư và tội phạm nhưng tin rằng bà Harris sẽ có kế hoạch tốt hơn về chăm sóc sức khỏe. Được biết, Hiến pháp Mỹ quy định ứng viên tổng thống ít nhất 35 tuổi là công dân sinh ra tại Mỹ và sống ở nước này ít nhất 14 năm. Không có quy định nào cấm người có tiền án hay phạm nhân tranh cử. Tuy nhiên, ngay cả khi không phải ngồi tù, phán quyết có tội có thể tác động lớn đến ông Trump trong cuộc bầu cử. Thời điểm vướng vụ án chi tiền biệt miệng, kết quả khảo sát do Bloomberg, Morning Consult thực hiện đầu năm cho thấy 53% cử tri tại bang chiến trường sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết tội. Khảo sát do Đại học Quinnipiac thực hiện tháng 5 cho thấy, 6% cử tri ủng hộ ông Trump sẽ không muốn bỏ phiếu cho ông. Tỷ lệ nhỏ nhưng sẽ có tác động đáng kể trong những cuộc đua tranh lệch xích sao. Tỷ lệ này trong nhóm cử tri độc lập là 23%. Ngày 1 tháng 8, theo thỏa thuận trao đổi tù nhân đa quốc gia diễn ra tại đường băng sân bay ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, 10 người Nga, trong đó có hai trẻ vị thành niên, đã được trao đổi với 16 người phương Tây và người Nga bị giam tại Nga và Belarus. Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán bí mật. Nhóm người phương Tây được thả gồm công dân các nước Mỹ, Slovenia, Na Uy, Đức, Ba Lan. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cuộc trao đổi là một kỳ tích về ngoại giao và tình hữu nghị và ca ngợi các đồng minh của Washington vì những quyết định táo bạo và dũng cảm của họ. Ông nói, điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có các đồng minh của chúng tôi. Hôm nay là một ví dụ rõ ràng về lý do tại sao việc có bạn bè trên thế giới này lại quan trọng như vậy. Ngoài ra, việc này có thể mang lại cho bà Harris một điểm tích cực để đưa ra trong chiến dịch tranh cử chống lại ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống Donald Trump, theo Reuters. Theo tờ The Wall Street Journal, sau khi những người Mỹ bị giam ở Nga được thả, bà Harris viết trên mạng xã hội X rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nỗi thống khổ khủng khiếp của họ đã qua và họ sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình, bà Harris còn nhấn mạnh bà và tổng thống Biden sẽ không ngừng làm việc cho đến khi mọi người Mỹ bị giam giữ hoặc làm con tin một cách bất công được đưa về nhà. Một quan chức nhà trắng tiết lộ với The Wall Street Journal rằng bà Harris đã đóng vai trò trong các cuộc đàm phán với các đồng minh để đảm bảo thỏa thuận trao đổi tù nhân nói trên. Vị quan chức cho biết thêm bà Harris đã gặp riêng thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Slovenia Robert Golob tại hội nghị an ninh Munich vào tháng 2 để thúc giục cả hai nhà lãnh đạo thúc đẩy thỏa thuận. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng việc trả tự do cho những người Nga bị kết tội nghiêm trọng để đổi lấy những người Mỹ mà Washington cho là bị giam giữ bất công có thể khuyến khích đối thủ của Mỹ bắt cóc con tin. Mối lo ngại đó nhanh chóng khiến ông Biden phải hứng chịu các cuộc công kích từ Đảng Cộng Hòa. Nhà Trắng đã dẫn đầu sau nhiều tháng đàm phán bí mật với Nga, bất chấp căng thẳng về Ukraine, nhưng cũng phải dựa vào các đồng minh châu Âu những nước vốn không muốn trao trả tội phạm bị kết án cho Moscow. Ông Biden thậm chí còn gọi điện cho Thủ tướng Slovenia một giờ trước khi tuyên bố dừng tranh cử để hối thúc nước này thả hai người Nga. Cuộc trao đổi tù nhân vừa qua là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Trước đó, 25 người Mỹ đã được đổi lấy 3 người Liên Xô và một người Ba Lan vào năm 1985. Vào năm 2010, Tổng thống Putin cũng đích thân chào đón một nhóm người Nga bị bắt trước cáo buộc làm gián điệp ở Mỹ Tổng cộng có 10 công dân Nga được đổi lấy 4 điệp viên phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cuộc tấn công của Nga ở Kharkov đã thất bại và Moscow bắt đầu tập trung nỗ lực ở phía đông, dồn sức vào Pokrovsk. Ông Zelensky nói lực lượng Nga đang tập trung binh sĩ và vũ khí với số lượng lớn nhất, bao gồm cả bom KAB ở hướng Pokrovsk. Theo ông Zelensky, Nga đã chuyển trọng tâm sang phía đông sau khi không chiếm được Kharkov thành phố lớn ở đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận tình hình ngày càng khó khăn ở hướng Pokrovsk khi quân đội Nga liên tục tiến công. Pokrovsk là một trung tâm vận tải với dân số trước khi xung đột bùng phát là 61.000 người. Thành phố này nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các tiền đồn khác do Ukraine kiểm soát, bao gồm thị trấn Chashovya và Kostyantinovka. Nga phát động cuộc tấn công vào khu vực Kharkov hồi tháng 5. Cuộc tấn công bị mất đà khi lực lượng Ukraine ngăn chặn bước tiến của Moscow. Tuy nhiên, Cuộc tấn công ở Kharkov cũng đã kiểm chân một phần lực lượng của Kiev, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine trở nên mỏng manh. Nga vẫn chiếm được các ngôi làng mới ở Donetsk và tiến về phía Chashovya trong khi các cuộc giao tranh ở Kharkov đang diễn ra. Ông Zelensky nói thêm rằng lực lượng Nga cũng có kế hoạch tiến quân theo các hướng khác ở phía đông, chẳng hạn như Kostantinovka, Toresk hoặc Slavyansk, nhưng hiện tại Pokrovsk vẫn là trọng tâm chính. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể ngăn chặn được những bước tiến xa hơn của Nga hay không, ông Zelensky cho rằng các nước phương Tây cần phải cung cấp viện trợ nhanh hơn. Ông nhắc lại rằng, quân đội Ukraine đã thành lập 14 lữ đoàn mới để hỗ trợ các đơn vị ở tiền tuyến và làm lực lượng dự bị, nhưng họ vẫn chưa được trang bị đầy đủ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, hiện nay chỉ có 3 trong số 14 lữ đoàn được trang bị đầy đủ và như vậy sẽ rất khó có thể ngăn chặn được cuộc tiến công của Nga. Lý do Nga không ngừng tiến quân là họ sợ bị đẩy lùi. Ông Zelensky cũng nêu ra những hạn chế đối với việc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Ông Zelensky nói, các vị trí của Nga cách biên giới 30, 60 đến 100 km. Máy bay của họ liên tục ném bom chúng tôi. Các bệ phóng tên lửa đa nòng nhằm vào chúng tôi như Grad hay S-300 từ Bengorod. Mỹ và Đức chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các lực lượng Nga ở bên kia biên giới nhằm ngăn chặn các hoạt động tấn công của đối phương. Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và các đồng minh khác dỡ bỏ những hạn chế này. Trước khi xung đột nổ ra, Ukraine hầu như không sản xuất bất cứ loại vũ khí nào cho lực lượng vũ trang và chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp có từ thời Liên Xô cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Nhưng giờ đây, Kiev đang sản xuất máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa với tốc độ chóng mặt để bổ sung cho kho vũ khí của mình. Forbes mới đây đưa tin, các số liệu thống kê chỉ ra vào tháng 7, Nga phóng 426 UAV dòng Geran để tấn công Ukraine. Trong cùng một khoảng thời gian tương tự, Ukraine phóng 520 UAV để tấn công đáp trả. Báo Mỹ nhận định đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm cuộc xung đột nổ ra. Ukraine vượt Nga về các vụ tấn công bằng UAV tầm xa, cho thấy quyết tâm của Kiev nhằm gây ra hậu quả kinh tế cho Moscow. Các vụ tấn công của Ukraine phần lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng, dầu khí của đối thủ. Điều đó cũng cho thấy vai trò của những UAV giá rẻ rất quan trọng trong một cuộc xung đột bất đối xứng khi tiềm lực vũ khí của Nga áp đảo Ukraine, nhưng Kiev vẫn có cách khiến đối thủ chịu thiệt hại. Theo một hãng chế tạo UAV của Ukraine, chi phí sản xuất một phương tiện tầm xa vào khoảng 30.000 đến 300.000 đô la Mỹ. Chi phí sản xuất chúng thấp hơn đáng kể so với tên lửa hành trình tầm xa mà phương Tây cung cấp với giá vài triệu đô la Mỹ mỗi quả. Ngành chế tạo UAV của Ukraine phát triển nhanh chóng, trong lúc nước này phải đối mặt với Nga, quốc gia có tiềm lực quân sự và công nghiệp quốc phòng lớn hơn nhiều. Trước đó, Ukraine đã đặt ra mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm 2024. Vào cuối tháng 2, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraina, Anna Gvozdia thông báo trong 2 tháng Ukraina đã sản xuất được 200.000 UAV. Nếu tỷ lệ này được giữ nguyên, Ukraina có thể sản xuất 1,2 triệu chiếc UAV trong năm nay. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cũng tuyên bố rằng sản lượng máy bay không người lái UAV tại Nga đã tăng lên 4.000 chiếc mỗi ngày. Theo ông Belousov, tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đã thúc đẩy đáng kể sản lượng máy bay không người lái FPV. Theo chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, con số 4.000 UAV mỗi ngày là rất lớn, tương đương 120.000 UAV mỗi tháng và 1,46 triệu chiếc mỗi năm. Theo tờ Kiev Independent, ông Andriy Yusov, phát ngôn viên tình báo quân sự Ukraine HUR cho hay Nga đã sử dụng số lượng đáng kể UAV đánh lạc hướng được thiết kế để thăm dò hệ thống phòng không Ukraine thay vì tiêu diệt các mục tiêu trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine hồi cuối tháng 7. Ông Yusuf nhấn mạnh UAV đánh lạc hướng không có bộ phận nổ. Ông Yusuf nói mục tiêu của Nga là khám phá và làm kiệt sức các hệ thống phòng không Ukraine. Đây cũng không phải là chiến thuật hoàn toàn mới. Các lực lượng an ninh quốc phòng Ukraine đã và đang luyện tập để đối phó hiệu quả với những thách thức này. Trong khi đó, ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn cho người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, nhận định quân đội Nga đã sử dụng loại UAV mới mang tên Gebera trong cuộc tấn công trên. Ông Vlasiuk nói thêm UAV Gebera là phiên bản có giá rẻ hơn của UAV Sahet. Một video gần đây do lực lượng Nga công bố đã cung cấp các chi tiết quan trọng về loại UAV này, bao gồm cả cấu trúc và khả năng tác chiến của nó. Mặc dù được làm từ chất liệu xốp và lắp ráp với tiêu chuẩn sản xuất tương đối thấp, Gerbera vẫn gây ra mối đe dọa đáng kể do khả năng bao trùm vùng trời Ukraina. Gerbera có sải cánh khoảng 2,5 m và chiều dài thân máy bay khoảng hơn 2 m và trang bị động cơ cánh quạt chạy bằng xăng. Khác với UAV Sahed Geran chỉ dùng cho tấn công cảm tử, UAV Gerbera dường như có thể được cấu hình cho nhiều vai trò khác nhau bao gồm trinh sát, tấn công tự sát và làm mồi nhử. Theo video UAV này có khả năng mang đầu đạn và sử dụng camera cơ bản để nhắm mục tiêu. Độ chính xác của các cuộc tấn công của Gebera phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của người điều khiển. Ở diễn biến có liên quan, trong một tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã bắn trúng ba bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Patriot, tấn công một trung tâm điều khiển máy bay không người lái cùng các đoàn tàu chở đạn dược và nhân lực của Ukraine ngoài ra hệ thống phòng không nga cũng bắn hạ một tên lửa tác chiến chiến thuật atac ms 14 tên lửa himars và 61 máy bay không người lái phá hủy trang thiết bị và nhân lực của đối phương ở 147 khu vực truyền thông ukraine thường xuyên ca ngợi patriot là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất trong kho vũ khí của nước này patriot có khả năng tấn công nhiều mục tiêu bao gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật tên lửa hành trình và máy bay với tầm bắn khoảng 160 km và độ cao lên tới 24 km. Theo New York Times, quân đội Nga đang tiếp tục tiến công dọc theo tuyến đường sắt huyết mạch dẫn đến thành phố Pokrovsk và không ngừng đạt được bước tiến mới. Có thời điểm Nga được cho là tiến thêm vài km sau vài ngày, khác biệt rõ so với các giai đoạn trước đây. Các chuyên gia phương Tây nhận định, bước tiến nhanh của Nga nằm ở sự thay đổi trong chiến thuật. Quân đội Nga chuyển từ tìm kẽ hở trong tuyến phòng thủ của Ukraine sang tập trung tấn công vị trí do các lữ đoàn được coi là yếu nhất của Ukraine trấn giữ. Chuyên gia Mykola Bielieskov đến từ Viện Nghiên cứu Chiến lược ở Ukraine nói, chiến thuật của Nga bắt đầu bằng cách tiến công với mục đích thăm dò, thử phản ứng của các tiểu đoàn hoặc lữ đoàn Ukraine. Một khi phát hiện lữ đoàn hay tiểu đoàn yếu nhất, Nga sẽ tấn công mạnh, gây sức ép không ngừng nghỉ đến khi đối phương rút lui. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Ukraine được cho là đã mất hơn 60.000 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga vào tháng 7. Điều đó có nghĩa là tương đương 2.000 người mỗi ngày hầu hết thiệt hại của Ukraine nằm ở khu vực hoạt động của các nhóm tác chiến phía Nam và Tây của Nga. Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga cung cấp. Trong một cuộc xung đột, rất khó để xác minh tuyên bố do một bên cung cấp vì đó có thể là đòn tâm ý chiến. Mặt khác, New York Times dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine đã tuyển 30.000 tân binh mỗi tháng kể từ tháng 5 sau khi sẽ chặt luật nhập ngũ và hạ tuổi tuyển quân. Báo Mỹ cho biết con số này cao gấp từ 2 đến 3 lần so với những tháng mùa đông năm ngoái. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, các lực lượng Nga đang cố gắng dốc toàn lực trên toàn bộ tiền tuyến nhằm ngăn chặn Ukraine giành thế chủ động trên chiến trường. Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật tình hình cuộc xung đột cuối tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phía Ukraine đã mất hơn 700 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với nhóm chiến đấu miền Nam Yuk của Moscow trong vòng 24 giờ. Ngoài ra, Sputnik trích dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga lưu ý thêm, Ukraine đã mất tới 470 binh sĩ khi đụng độ nhóm tác chiến Zapad của Moscow. Trong khi đó, nhóm tác chiến Tushen của Nga đã đẩy lùi ba cuộc phản kích và khiến đối phương mất 350 binh sĩ. Nhóm tác chiến server của Nga thông báo đã đẩy lùi hai cuộc phản công trong 24 giờ qua, khiến khoảng 350 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, thêm 150 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong khu vực hoạt động của nhóm tác chiến Vostok thuộc quân đội Nga. Kiev hiện chưa lên tiếng phản hồi trước các số liệu do phía Nga công bố. Quân đội Nga gần đây công bố đoạn video phá hủy trạm radar của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực làng Poliana, nằm cách Nikolaev khoảng 50 km về phía đông bắc. Được biết trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận cuộc tấn công tên lửa KH-35 vào sân bay quân sự của Ukraine gần Kharkov. Trong đó mục tiêu bị tấn công là các trạm radar ATCR-33S và Skala-M. Ngoài ra, một kho đạn ở Izium, vùng Kharkov cũng bị phá hủy. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn và các cơ sở chiến lược quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine ở Dnipropetrovsk và Krivorok. Loại tên lửa được Nga sử dụng trong vụ tấn công là tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander M. Ở diễn biến khác, UAV Nga theo dõi pháo phản lực M270 Ukraine vừa khai hỏa tại tỉnh Donetsk, chỉ điểm cho tên lửa Iskander tập kích khi nó về nơi ẩn náu. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết, khẩu đội tên lửa đạn đạo Iskander M đã tập kích pháo phản lực phóng loạt M270 A1 do Mỹ chế tạo, được quân đội Ukraine triển khai gần làng Novochoskoye ở tỉnh Donetsk. Đòn đánh đã phá hủy tổ hợp này và một xe cơ giới hộ tống, đồng thời khiến một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Video do quân đội Nga công bố cho thấy, máy bay không người lái UAV phát hiện các vệt khói kéo dài sau khi tổ hợp M270A1 khai hỏa, nhưng chưa rõ đó là rocket GMLRS hay tên lửa đạn đạo, đạo ATACMS. Phá phản lực Ukraine và các xe hộ tống nhanh chóng rời trận địa, nhưng liên tục bị UAV Nga theo dõi đến khi trở về nơi trú ẩn trong dạng cây. Lực lượng Nga quyết định tung đòn tập kích sau khi xác định tổ hợp M270A1 đã nằm yên tại chỗ. Tên lửa Iskander M lao xuống và kích nổ trên không để tăng tối đa hiệu quả sát thương. Quân lửa lớn, sóng xung kích và mảnh văng trùm xuống khu vực tạo ra cột khói lớn. UAV trinh sát tiếp cận hiện trường để kiểm tra hiệu quả đòn đánh, ghi nhận ít nhất một đám cháy chưa được dập tắt. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. M270 là phá phản lực phóng loạt hạng nặng, được mang cơ số tên lửa gấp đôi hệ thống HIMARS. Nó có thể khai hỏa nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có tên lửa ATACMS với tầm bắn 300 km. Phương Tây viện trợ khoảng 16 tổ hợp M270 cho Ukraine, trong đó hệ thống đầu tiên bị phá hủy hồi cuối tháng 6. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh vừa bị ám sát tại Tehran. Truyền thông Iran nói tên lửa dẫn đường từ bên ngoài Iran đã bay vào phòng ông. Hãng thông tấn Tasnim tiết lộ, Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh của Quốc hội Iran đã họp để thảo luận chi tiết về vụ việc. Hãng cũng đưa tin một cuộc điều tra khác được tiến hành nhằm xác định vị trí mà quả đạn được bắn ra và kết quả sẽ sớm được công bố. Cũng liên quan vụ việc, CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay, một quả bom dường như đã được gài sẵn trong nhà khách nơi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nghỉ ở Tehran khoảng 2 tháng trước khi vụ ám sát xảy ra. Quả bom được kích hoạt từ xa khi ông Haniyeh có mặt bên trong căn phòng. Căn phòng này được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bảo vệ và là một phần trong khu phức hợp lớn ở phía bắc Tehran. Vụ việc cho thấy lỗ hổng an ninh đáng báo động đối với IRGC. Iran cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát song không nêu bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, Israel đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức. Xét về mặt chiến lược và biểu tượng, vụ ám sát ông Haniye là một đòn giáng mạnh đối với Hamas, bởi ông này là nhân vật nổi tiếng nhất của Hamas và là người đứng đầu các hoạt động chính trị của nhóm. Ông Haniye còn là thủ lĩnh cấp cao thứ hai của Hamas bị sát hại kể từ khi Israel triển khai kế hoạch quân sự ở giải Gaza. Dù thủ lĩnh chính trị Hamas Haniye không có vai trò quan trọng về mặt quân sự, nhưng sự thiệt mạng của ông này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các cuộc đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở giải Gaza đang diễn ra. Hiện căng thẳng tại khu vực Trung Đông không ngừng gia tăng khi các nhóm thanh chiến đồng loạt tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công thảm khốc chống Israel để báo thù cho các loạt vụ ám sát nhiều thủ lĩnh cấp cao trong trục kháng chiến. Lời đe dọa mới nhất được thủ lĩnh lực lượng Houthi, nhóm vũ trang lớn nhất tại Yemen đưa ra thông qua một tuyên bố trên truyền hình. Tại đây, thủ lĩnh Houthi, ông Abdul Malik Al Houthi, thề sẽ tiến hành đòn đáp trả quân sự khốc liệt để báo thù. Trước đó, tổng thư ký lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Hassan Nasrallah cũng tuyên bố nhóm này đang lên kế hoạch đáp trả hai vụ ám sát liên tiếp do Israel tiến hành nhằm vào chỉ huy cấp cao của Hezbollah và thủ lĩnh tối cao của Hamas. Ông Nasrallah khẳng định Israel đã vượt qua các giới hạn đỏ, khiến cho cuộc chiến chuyển sang giai đoạn mới và người Israel sẽ phải khóc lóc thảm thiết trong những ngày tới. Trong khi đó, phong trào Hamas kêu gọi người dân Palestine ở khu bờ Tây đồng loạt xuống đường biểu tình trong ngày thịnh nộ, ngày lễ an táng thủ lĩnh Haniye được tổ chức tại Doha, Qatar. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở thủ đô Tehran của Iran. Trong một tuyên bố được truyền thông Israel trích dẫn, người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định trong đêm 30, dạng sáng 31 tháng 7, không quân Israel không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào khác ngoài cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Liban, khiến chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Suk thiệt mạng. Tổ chức Hamas ở Gaza vừa gặp tổn thất lớn khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát bởi một tên lửa tầm xa đánh trúng căn phòng mà ông đang ngủ ở Tehran, Iran. Câu hỏi được đặt ra lúc này là ai sẽ thay thế cho thủ lĩnh 62 tuổi thiệt mạng? Các nhà lãnh đạo của Hamas, đặc biệt là những người ở Gaza, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các vụ ám sát của Israel, nhưng nhóm này đều nhanh chóng cử người thay thế. Tuy nhiên, sau sự việc thủ lĩnh Haniye bị ám sát, một quan chức Hamas giấu tên cho biết Hamas vẫn chưa thảo luận về vấn đề này. Ông Hani Almasri. masri Chuyên gia nghiên cứu về Palestine nhận định, việc Hamas lựa chọn người kế nhiệm thủ lĩnh Hanieh lần này không dễ dàng. Hamas dự kiến sẽ họp sớm, cụ thể là sau lễ tang của thủ lĩnh Hanieh ở Qatar, để chỉ định người kế nhiệm mới. Lúc này nổi lên một số nhân vật với những điểm mạnh khác nhau có thể kế nhiệm ông Hanieh trở thành tân thủ lĩnh chính trị của Hamas. Trong số này có cựu lãnh đạo Hamas Khaled Meshaan, 68 tuổi, đã sống lưu vong từ lâu. Ông Meshaan đại diện cho Hamas tại các cuộc họp với các chính phủ nước ngoài trên khắp thế giới. Ông là một nhân vật quan trọng của Hamas trong nhiều thập niên và được đánh giá có lập trường rất cứng rắn với Israel. Sinh ra gần thành phố Ramallah ở bờ Tây, ông Messan trở thành lãnh đạo văn phòng chính trị của Hamas vào năm 1996, chỉ đạo nhóm này từ nơi lưu vong. Khi ông Messan thôi giữ chức vụ lãnh đạo văn phòng chính trị, ông Haniyeh đã kế nhiệm vào năm 2017. Tới nay, ông Khaled Messan vẫn là người có ảnh hưởng lớn trong Hamas. Phó tướng Jahar Jabarin cũng là một trong những ứng viên sáng giá nhờ giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của Hamas và có mối quan hệ tốt với Iran. Ngoài ra còn nhân vật rất quyền lực trong Hamas và thân cận với thủ lĩnh Haniyeh, ông Khalil al-Hayya, quan chức Hamas đang hoạt động tại Qatar này được cho là rất được lòng Iran và các đồng minh trong khu vực. Ông al-Hayya sống lưu vong, từng là quan chức của Hamas trong nhiều thập kỷ và hiện là cấp phó của ông Sinoa. trước vụ ám sát ở Tehran. Ông Haya đã được cho là ứng cử viên kế nhiệm ông Haniye trong các cuộc bầu cử nội bộ Hamas trong tương lai. Trong danh sách tiềm năng còn có ông Moshe Abu Majouk, một cấp phó khác của Thủy Hĩnh Haniye. Người này đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas. Theo Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, ông Moshe Abu Majouk là một trong những người sáng lập Hamas. Năm 1996, ông Majouk phải đối mặt với cáo buộc tài trợ và giúp tổ chức các cuộc tấn công khủng bố từ phía Israel khi ông đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas. Ông hiện là thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas và hoạt động linh hoạt giữa Gaza, Ai Cập và Qatar. Ngoài ra, các nhà quan sát cũng nhắc tới ông Razi Hamad, thành viên văn phòng chính trị của Hamas, từng là người phát ngôn của ông Haniye vào năm 2006. Bên cạnh đó, còn có một số nhân vật tiềm năng khác như lãnh đạo Hamas ở giải Gaza, Yahya Sinwa hay ông Nizar Abu Ramadan. Ông Sinwa được bầu làm lãnh đạo tổ chức này ở Gaza vào năm 2017. Các quan chức Israel cáo buộc ông Sinwa là một trong những thủ lĩnh chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 cùng với ông Mohamed Deif, chỉ huy cánh quân sự của Hamas ở Gaza và Mawan Issa. Ông Yahya Sinwa được cho là đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm bên dưới Gaza. Một số lãnh đạo Hamas ở Gaza, trong đó có ông Sinwa, bị coi là cấp tiến hơn ông Hanieh. Theo giới phân tích, hai cuộc tấn công thẳng vào thủ đô hai nước Liban và Iran chắc chắn không thể bị bỏ qua mà không gặp phản ứng đáp trả. Tuy nhiên giờ đây, Hezbollah và Iran sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn mới, tìm được phản ứng cân bằng đủ khả năng gian đe nhưng lại không gây ra tăng căng thẳng tại một khu vực chìm trong một năm bấp bênh bên bờ vực chiến tranh. Nói tóm lại, phản ứng của hai bên không được phép sai sót dẫn tới nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện. Theo tờ Al Jazeera, Cuộc tấn công hiếm hoi ở vùng ngoại ô phía nam Beirut đã khiến một chỉ huy hàng đầu của Hezbollah thiệt mạng. Mặc dù mục tiêu trong cuộc tấn công ở Beirut là một nhân vật quân sự, nhưng nó nhằm vào một khu dân cư đông đúc ở ngoại ô thủ đô. Cuộc tấn công cũng đã gây thương vong cho dân thường. Chưa đầy 12 giờ sau, nhóm chiến binh Hamas, một đồng minh của Hezbollah, thông báo thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Tehran sau khi ông này tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Israel không tuyên bố hay phủ nhận trách nhiệm về cuộc tấn công đó. Các nhà phân tích chỉ ra cả Hezbollah và Iran đều cảm thấy buộc phải đáp trả, nhưng tính toán của họ là khác nhau. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, ông Mohanad Haid Ali, một thành viên cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Trung Đông Carnegie, cho biết để thiết lập lại khả năng gian đe sau cuộc tấn công ngày 30 tháng 7, theo ông Ali, Hezbollah sẽ cần phải đáp trả ngoài phạm vi hoạt động địa lý đang bị giới hạn của mình. Đối với Iran, việc tìm ra phương án phản ứng có thể phức tạp hơn. Xét một mặt nào đó, thời điểm hiện tại phản ánh thời điểm vào tháng 4 khi Israel và Iran có nguy cơ lao vào một cuộc chiến sau khi Israel tấn công tòa nhà lãnh sự Iran ở Damas, loại bỏ hai tướng Iran. Iran đáp trả bằng một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel. Vào thời điểm đó, đã xuất hiện những nỗ lực ngoại giao đã tìm cách ngăn chặn tình hình căng thẳng gia tăng. Tuy nhiên lần này, đặc điểm chính có sự thay đổi vụ sát hại thủ lĩnh Hanije diễn ra trên đất Iran khiến Tehran cảm thấy Israel có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ. Mặc dù nạn nhân không phải là người Iran, song các quan chức Iran đã tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt. Ông Chita Pashi, Phó Chủ tịch Điều hành Viện Quản lý Nhà nước Quincy, cho biết ông hy vọng phản ứng của Iran sẽ là một đòn giáng trực tiếp vào Israel. Theo ông Chita, Iran có thể cảm thấy rằng hành động đáp trả vào tháng 4 có thể khôi phục được khả năng răn đe trong thời gian ngắn thì hiện sự răn đe đó không còn nữa và Iran sẽ phải làm được nhiều điều hơn những gì họ đã làm vào tháng 4 để có thể khôi phục lại sự cân bằng quyền lực. Trong khi đó, theo ông Andres, rất có thể lần này Iran chọn cách giảm thiểu phản ứng. Ông nói, cái chết của ông Hanije không có ý nghĩa chiến lược nào đối với Iran, ngoài việc nó giáng một đòn vào mặt Tehran vì bạn là chủ nhà và khách của bạn đã bị ám sát trong vòng bảo vệ của bạn. Yeah.